trình diễn ánh sáng tại một viện đại học Đức. Tin từ Kiel, mới đây, các sinh viên trẻ ngành khoa học máy tính ở trường đại học Christian Albrecht thuộc thành phố Kiel, nước Đức đã có màn trình diễn ánh sáng ngoạn mục khi biến mặt trước của một tòa nhà ở trường trở thành màn hình chơi game khổng lồ. Với việc làm này, các sinh viên đã thực hiện ước mơ của nhiều người chơi điện tử từ trò chơi Tetris Breakout Snake and Pong trên một màn hình có kích thước ngoại hạng. Đây là dự án có tên là Hải Đăng, bao gồm 57 đèn LED lắp đặt trên 392 cửa sổ để biến mặt trước của tòa nhà 14 tầng trở thành một màn hình 1.700 inch. Nhóm sinh viên đã mất 5.000 giờ làm việc để hoàn thành dự án, với 30.000 Âu Kim đóng góp bởi viện đại học cung cấp từ các nhà tài trợ khác nhau. Dù sử dụng rất nhiều đèn xanh, song màn hình này chỉ sử dụng tối đa 56.5 kW mỗi giờ cho mỗi lần trình diễn kéo dài khoảng 4 giờ. Ở một chi phí của 20 xu mỗi giờ, tổng cộng số lượng dùng đến chỉ khoảng 11.25 Âu Kim.